Xin chào các bạn, chúng ta lại trở lại với VN Review và ngày hôm nay thì sẽ là một video khá là thú vị khi đây là lần đầu tiên VN Review so sánh chi tiết hai máy giặt lồng ngang đến từ hai thương hiệu có thị phần lớn nhất trong thị trường loại máy giặt này ở Việt Nam. Một hãng thì trang bị nhiều công nghệ hiện đại, còn một hãng thì đi theo phong cách truyền thống hơn. Hai sản phẩm được VN Review so sánh lần này là máy giặt lồng ngang LG AIDD FV1450S2B và máy giặt Electrolux EWF1023BESA. Hai máy có khối lượng giặt tương đồng, 10,5kg với sản phẩm đến từ LG và 10kg với sản phẩm đến từ Electrolux. Khối lượng giặt như vậy là phù hợp với cả các gia đình sử dụng từ 5 đến 6 người trở lên. Mức giá niêm yết chính hãng của hai máy giặt này thì cũng khá là tương đương nhau, khoảng 20 triệu đồng. Và nếu như các bạn mua thực tế thì có thể là sẽ rẻ hơn một chút thông qua một số những cái chương trình khuyến mại tại từng hệ thống thì có thể sẽ rơi vào khoảng 17,5 triệu đồng. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng so sánh về thiết kế giữa hai sản phẩm. Điều khác biệt thì các bạn có thể nhìn thấy đầu tiên là kiểu dáng của chiếc máy giặt đến từ LG thì nhìn vuông vắn hơn, các chi tiết núm vặn điều chỉnh chương trình giặt và cửa kính chịu lực thiết kế phẳng hơn, mang một hơi hướng hiện đại. Còn chiếc Electrolux thì ở mặt trước hơi lồi và cửa kính chịu lực một lớp hõm vào, trông khá là truyền thống và tạo nên những cái nét cổ điển vintage. Kích cỡ của chiếc máy giặt đến từ LG thì nhỏ gọn hơn một chút và mặc dù có khối lượng giặt nhiều hơn nửa kg. Hai máy có chiều ngang và chiều cao tương đồng, nhưng mà chiều sâu của máy giặt đến từ Electrolux thì dài hơn 5cm. Đây là một con số chênh lệch không quá lớn nhưng mà cũng sẽ rất là đáng cân nhắc với những người dùng có dự định lắp đặt máy ở một nơi có không gian chật hẹp. Cửa chịu lực hai lớp ở trên chiếc máy giặt LG, khi mà chúng ta sờ vào phần bề mặt này thì không có cảm giác bị nóng gây khó chịu khi mà máy giặt đang ở chế độ giặt với nước nóng hoặc là giặt hơi nước. Và điều này thì tạo ra một cái sự khác biệt khá là lớn so với cả phần cửa với kính chịu lực một lớp ở trên máy giặt của Electrolux. Ở phía bên trong lồng giặt thì LG sử dụng chất liệu thép không gỉ cho cả lồng giặt và thanh nâng bên trong. Còn ở bên chiếc máy giặt Electrolux thì dùng kết hợp giữa thép không gỉ cho lồng giặt và các chi tiết nhựa cho các thanh nâng. Như vậy thì xét về mặt thiết kế, chất liệu dùng cho máy giặt thì LG đã ghi được một điểm đầu tiên trước đối thủ. Chưa kể đến máy giặt LG còn có khả năng điều khiển từ điện thoại thông minh thông qua ứng dụng LG ThinQ. Tính năng này thì không có ở trên sản phẩm của Electrolux. Ở phía bên trong, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai máy là động cơ giặt. Ở đây thì máy giặt của LG sử dụng động cơ chuyển động trực tiếp, còn chiếc máy giặt đến từ Electrolux thì dùng động cơ chuyển động qua dây cua loa truyền thống. Ở máy giặt chuyển động qua dây cua loa thì chuyển động quay của lồng giặt được thực hiện thông qua một dây cua loa nối giữa động cơ của máy giặt và lồng giặt. Còn với máy giặt chuyển động trực tiếp thì động cơ được gắn trực tiếp vào lồng giặt và khi động cơ quay thì lồng giặt cũng sẽ quay theo. Nhờ cấu tạo đồng nhất từ động cơ cho tới lồng giặt mà các máy giặt chuyển động trực tiếp thường có tốc độ vắt cao hơn, ít ồn và rung lắc thì cũng ít hơn. Cụ thể thì ở hai chiếc máy giặt lồng ngang này, sản phẩm đến từ LG có tốc độ quay vắt tối đa ở chế độ giặt cơ thông là 1.400 vòng một phút, còn tốc độ quay vắt tối đa của chiếc máy giặt Electrolux là chỉ đạt 1.200 vòng một phút, cũng ở chế độ cơ thông. Độ ồn đo trong thực tế của chiếc máy giặt đến từ LG khi vắt cũng nhỏ hơn. Mức đo decibel độ ồn thấp hơn rõ rệt so với cả chiếc máy giặt đến từ Electrolux. Cụ thể là chiếc LG đo được dao động từ 57 đến 58 decibel, còn ở bên máy giặt của Electrolux đo được là từ 67 đến 68 decibel. Hình ảnh mổ xẻ xem chi tiết từ bên trong cũng lý giải được lý do tại sao mà chiếc máy giặt đến từ Electrolux lại có chiều sâu dày hơn 5cm so với cả chiếc máy giặt đến từ LG. Đó là do khoảng cách diện tích này cần có để đặt được dây cua loa ở phía sau lồng giặt nằm ngang ở trên thân máy. Ở nhiều chi tiết khác, LG cũng cho thấy sự chỉn chu hơn và hiện đại hơn. Hãng sản xuất này đổ keo chống ẩm và nước cho cả bảng mạch chính của máy giặt và bảng mạch điều khiển ở trên màn hình hiển thị. Trong khi đó thì Electrolux chỉ đổ keo chống nước cho bảng mạch chính, còn bảng mạch phụ điều khiển màn hình hiển thị sẽ để trần và như vậy thì cũng sẽ dễ bị tác động bởi môi trường khi mà chúng ta sử dụng máy giặt ở môi trường ẩm ướt hay là có không khí ẩm thấp. Ngoài ra thì việc đổ keo còn giúp hạn chế được nguy cơ chập cháy bảng mạch điện tử do thạch sùng hay là các côn trùng nhỏ khác bò vào. Máy giặt Electrolux dùng dây cua loa nên là để cố định máy và tránh rung lắc, nhà sản xuất phải gia cố bằng khá là nhiều bê tông xung quanh máy giặt và khối bê tông nhìn lớn hơn rõ rệt so với cả khối bê tông ở trên chiếc máy giặt đến từ LG. Trong khi đó thì LG dùng động cơ dẫn động trực tiếp nên ít rung lắc hơn và chỉ cần có một phần bê tông ở phía trước. Đồng thời thì khối bê tông cũng được bọc nhựa, còn ở trên chiếc máy giặt Electrolux thì để hở.
Ở đây thì các bạn cũng có thể nhìn thấy rõ hơn ba thụt đỡ lồng giặt ở trên chiếc máy giặt đến từ LG sử dụng chất liệu kim loại, nhìn chắc chắn hơn so với cả chất liệu nhựa có ở trên các thụt đỡ lồng giặt ở trên máy giặt của Electrolux. Với bất kỳ máy giặt nào thì hiệu quả giặt sạch vẫn là yêu cầu cơ bản nhất. Mặc dù thực tế quần áo mặc hàng ngày của chúng ta ít khi bị quá bẩn, nhưng mà ở đây nhóm đánh giá sản phẩm của VNReview vẫn cho hai máy thử ở điều kiện có thể nói là rất là khắc nghiệt. Cả hai chiếc áo trắng được bôi bẩn bằng nước tương, tương ớt và cà phê hòa tan lên nhiều vị trí, bao gồm cả những cái vị trí khó giặt sạch như cổ áo, tay áo, túi, ở phần nách và vạt áo. Sau đó thì cả hai chiếc áo bị bôi bẩn và được đưa vào giặt chung với cả những cái đồ giặt khác ở trên cả hai máy giặt và ở trong cùng một chế độ giặt nước nóng 60 độ C. Kết quả cho thấy chiếc áo được giặt trong máy giặt của LG đã được làm sạch ở tất cả các vị trí bôi bẩn và trở nên trắng sáng bình thường trở lại. Trong khi đó thì với chế độ giặt tương đương, chiếc áo được giặt ở trong chiếc máy giặt của Electrolux còn bám bẩn nhìn thấy được ở một số vị trí như là cổ, túi và vạt áo. Các vết bẩn này không sạch hẳn sau khi nhóm review giặt tiếp một mẻ nữa bằng nước nóng kèm theo chế độ khử vết ố. Thời gian giặt dài hơn 30 phút so với cả chế độ giặt nước nóng 60 độ C bình thường. Kết thúc chu trình giặt, bọt xà phòng còn bám lại ở trên cửa của máy giặt Electrolux khá là nhiều. Điều đó chứng tỏ dư lượng xà phòng còn sót lại ở trên đồ giặt nhiều hơn. Ở trên máy giặt của LG thì hoàn toàn không có bọt xà phòng dư sau khi kết thúc chu trình giặt. Theo phỏng đoán của nhóm đánh giá sản phẩm của VNReview thì sự khác biệt về hiệu quả giặt sạch ở điều kiện khó khăn này thì có thể từ hai lý do. Thứ nhất là nhờ động cơ chuyển động trực tiếp của LG với 6 chuyển động giặt. Ở bên cạnh đó thì áp lực nước xả vào lồng giặt của LG trong quá trình giặt cũng mạnh hơn thông qua 4 vòi rũ phun xả nước vào đồ giặt nhiều hướng trong khi lồng giặt vẫn còn đang quay. Còn ở trên chiếc máy giặt Electrolux thì chỉ có một đường nước xả vào lồng giặt ở phía cửa trước. Với 4 vòi rũ phun xả nước, máy giặt LG không chỉ giúp làm sạch tốt hơn mà còn giúp cho quá trình giặt của chúng ta được nhanh hơn thông thường khoảng 20%. Ví dụ ở máy giặt LG, người dùng có thể lựa chọn chế độ giặt cotton và lựa chọn thêm chế độ turbo wash thì thời gian giặt sẽ giảm xuống từ 45 phút còn chỉ khoảng 30 phút. Trong khi đó thì máy giặt Electrolux nếu như lựa chọn chế độ cotton thì thời gian giặt sẽ là 98 phút. Một chi tiết nữa cũng có thể có tác động hiệu quả đến quá trình giặt sạch giữa hai chiếc máy này là sự khác biệt về công nghệ cảm biến đánh giá trọng lượng và độ mềm của đồ giặt ở bên trong. Trong quá trình giặt thực tế thì nhóm đánh giá sản phẩm của VNReview nhận thấy chiếc máy giặt đến từ LG sẽ có thao tác xoay lồng giặt chậm 1-2 vòng trước khi xả nước ở thời điểm trước khi thực hiện chu trình giặt. Theo LG thì đây là động tác để máy có thể phân tích được trọng lượng giặt và độ mềm của sợi vải ở bên trong lồng. Sau đó thì đối chiếu với cả kho cơ sở dữ liệu về thói quen sử dụng giặt đã có sẵn, từ đó thì đưa ra một chu trình giặt tối ưu bao gồm chuyển động giặt, nhiệt độ cũng như là thời gian giặt phù hợp. Trong khi đó thì ở trên chiếc máy giặt của Electrolux thì không có thao tác xoay lồng giặt mà xả nước để bắt đầu chu trình giặt ngay lập tức. Mặc dù thông số về sản phẩm của nhà sản xuất cho thấy máy giặt của Electrolux này cũng được tích hợp cảm biến sensor wash để nhận biết được mức độ bẩn của đồ giặt bên trong và sau khi giặt thì có thể điều chỉnh được số lần xả nhằm giúp cho quần áo sạch hơn. Hai máy được kiểm nghiệm giặt ở chế độ cotton với nước lạnh và cùng một loại quần áo với cùng loại và lượng đồ giặt khi khô như nhau là 2,88 kg. Sau khi vừa giặt xong thì đồ giặt từ chiếc máy giặt của LG có trọng lượng là 3,56 kg, còn đồ giặt từ máy giặt Electrolux là 3,69 kg. Mặc dù mức chênh lệch này không cao nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy là hiệu quả vắt khô ở trên chiếc máy giặt LG cho kết quả nhẹ hơn 130 g. Ở khả năng tiêu thụ nước, hai máy giặt được thiết lập cùng một chế độ giặt mặc định bằng nước lạnh và với trọng lượng quần áo khô 3,5 kg. Máy giặt LG sử dụng tổng cộng khoảng 87 lít nước cho toàn bộ chu trình giặt, trong khi đó máy giặt Electrolux sử dụng khoảng 102 lít nước. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 15 lít nước nếu như sử dụng máy giặt LG. Về khả năng tiêu thụ điện, hai máy cùng có một chế độ giặt và khối lượng giặt quần áo như nhau. Như ở phần so sánh tiêu thụ nước, máy giặt LG tiêu thụ hết 0,112 số điện, còn máy giặt Electrolux là 0,127 số điện. Thử nghiệm với chế độ giặt bằng nước nóng 60 độ C, máy giặt Electrolux sử dụng hết 0,884 số điện và máy giặt LG sử dụng hết 0,582 số điện. Như vậy thì ở cả hai chế độ giặt thông thường và giặt nước nóng 60 độ C, chúng ta thấy là chiếc máy giặt Electrolux tiêu thụ nhiều điện hơn và sẽ tốn tiền điện hơn một chút. Tổng kết lại thì trong hai chiếc máy giặt lồng ngang này, chúng ta có thể thấy thông qua những kết quả của nhóm review ghi lại.